vị khán giả đang đến với phần tin Á Châu, mở đầu là bản tin về việc Trung Quốc sẵn sàng cho hội chợ thương mại dịch vụ 2023. Su Châu Tinh, phát ngôn viên của Bộ Thương mại cho biết tại cuộc họp báo ở thủ đô Trung Quốc hôm thứ Năm, mọi thứ đã sẵn sàng cho hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc CIFTIS 2023 sắp diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 tại Bắc Kinh. Tập trung vào việc mở cửa, phát triển và hợp tác, CIFTIS 2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc và Công viên Shougang, một khu vực phức hợp văn hóa và thể thao được xây dựng bằng nhà máy thép ở phía tây của Bắc Kinh, có diện tích triển lãm rộng tới 155.000 m². Sẽ có 59 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế thiết lập gian hàng và tổ chức các cuộc họp, nhiều hơn 12 quốc gia so với phiên bản trước, với tỷ lệ quốc tế hóa tổng thể vượt quá 20%. Các báo cáo có thẩm quyền như báo cáo thường niên về phát triển thương mại dịch vụ quốc tế của Trung Quốc và báo cáo phát triển các thành phố du lịch thế giới sẽ được công bố trong thời gian diễn ra hội chợ. Câu Su đã chia sẻ như trên. Và người dân Thượng Hải nói việc sở hữu nhà quá đắt bất chấp các biện pháp nới lỏng. Người dân Thượng Hải hôm thứ Sáu đã bày tỏ không mấy quan tâm đến việc mua bất động sản, bất chấp một loạt những biện pháp được chính phủ Bắc Kinh đưa ra trong tuần này nhằm vực dậy nền kinh tế và cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng nặng trong lĩnh vực bất động sản ngập nợ khổng lồ đang trên đà suy giảm kể từ năm 2021. Các biện pháp này bao gồm giảm lãi suất thuế chấp cho người mua nhà lần đầu, nhưng các nhà phân tích đã cảnh báo rằng tâm lý của nhiều người Trung Quốc quá yếu để có thể mua nhà cho họ trước những động thái này. Hu Zhan, 30 tuổi, cư dân Thượng Hải đã cho biết, vì nhà ở Thượng Hải quá đắt nên chúng tôi thậm chí không có khả năng cân nhắc mua nhà, ngay cả khi lãi suất giảm. Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái kinh tế, khiến thị trường toàn cầu phải chao đảo với sự chú ý hiện tập trung chủ yếu vào cuộc khủng hoảng nợ ngày càng gia tăng của nhà phát triển County Garden đang gặp khó khăn trong một lĩnh vực đóng góp tới khoảng 1/4 nền kinh tế. Một bản tin khác cho hay Indonesia tăng cường an ninh ở Jakarta trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Hơn 20.000 cảnh sát và quân nhân Indonesia đã được triển khai tại Jakarta vào hôm thứ Sáu để tăng cường an ninh ở thủ đô trước hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 sắp tới đây. Tư lệnh lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Đô đốc Yudo Margono và cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia đã kiểm tra đội quân trước đài tưởng niệm quốc gia trước khi thông báo cho họ. Phát biểu với các phóng viên sau buổi lễ, ông Margono cho biết quân đội cũng đã bảo vệ khu vực bên ngoài Jakarta, bao gồm cả bờ biển phía bắc của đảo Java. Ông Prabowo cho biết, trong nỗ lực giảm lượng khí thải carbon trong hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo, chính phủ đã chỉ thị khoảng 75% người làm việc gần địa điểm tổ chức sự kiện ở Jakarta làm việc tại nhà từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9. Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến khai mạc cuộc họp vào hôm thứ Ba, trong đó sẽ có nguyên thủ quốc gia từ 11 nước ASEAN và 9 nước đối tác tham gia vào các diễn đàn khu vực khác nhau để thảo luận các cách thức tăng cường hợp tác song phương và quan hệ đối tác kinh tế. Và quay sang tin từ Việt Nam, một bản thông báo đã cho biết là 76% người nắm giữ Bitcoin tại Việt Nam đầu tư chỉ dựa trên lời giới thiệu. Hơn 3/4 số người nắm giữ Bitcoin, tiền điện tử tại Việt Nam đã đưa ra quyết định đầu tư thông qua giới thiệu của bạn bè hay còn gọi một cách không chính thức là phím kèo, theo một báo cáo vừa công bố hôm ngày 30 tháng 8. Cụ thể, theo báo cáo Việt Nam Cryptocurrency Market Report S1 năm 2023 của quỹ Kiro Venture và Aninoka Brand, trong số khoảng 3.300 người tham gia khảo sát, có đến 75.5% người thừa nhận chịu ảnh hưởng bởi các đề xuất hoặc tư vấn có liên quan đến đầu tư Bitcoin. Con số này cao gấp 2 gấp 5 lần so với số liệu được báo cáo tại Hoa Kỳ. Báo cáo cũng cho hay việc tự nghiên cứu tham khảo từ các nhóm cộng đồng và tin tức truyền thông là nguồn thông tin lớn nhất cho các nhà đầu tư Bitcoin tại Việt Nam, với gần 1/2 đã lựa chọn các phương pháp như và 70% số người tham gia khảo sát đã cho rằng giai đoạn suy giảm của thị trường đã kết thúc hoặc đang gần kết thúc,
trong khi 75% đã bày tỏ mong muốn có thêm quy định luật lệ trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo Chainalysis, Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới về việc áp dụng tiền điện tử và đứng thứ hai về tài chính phi tập trung DeFi với hơn 19% người trưởng thành sở hữu tài sản số. Thiếu kỹ sư có thể ảnh hưởng đến tham vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Việc thiếu kỹ sư triền miên có thể sẽ ảnh hưởng đến tham vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và kế hoạch mà Hoa Kỳ muốn thực hiện để đưa quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong các trung tâm về chip bán dẫn ở khu vực nhằm đối trọng với các rủi ro về nguồn cung liên quan đến Trung Quốc. Hãng tin Reuters ngày 31 tháng 8 có bài viết của tác giả Francesco Garacizo nhận định như vừa nêu. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden dự định sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới và việc sản xuất chip bán dẫn được coi là một trong các trọng tâm trong việc phát triển quan hệ hai nước nhân chuyến đi này. Giới chức Hoa Kỳ cho biết trong chuyến thăm tới đây, thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đề nghị giúp Việt Nam phát triển việc sản xuất chip. Chiến lược chuyển sản xuất đến những nước thân thiện với Hoa Kỳ được cho là yếu tố quan trọng trong việc Washington muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược trong năm nay và vào khi có những căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp này cũng giúp mang đến hàng tỷ đô la đầu tư cho Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư phân tích và các giới chức trong ngành công nghiệp này, Việt Nam cần các chuyên gia được đào tạo có tay nghề để giúp phát triển ngành công nghiệp. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh giữa Hoa Kỳ và ASEAN, cho biết, con số các kỹ sư phần cứng có sẵn ở Việt Nam hiện thấp hơn số lượng cần thiết cho việc đầu tư vào ngành công nghiệp hàng tỷ đô la này. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, xuống ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin tiếp theo. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.